Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình quay trở lại tổ chim họa mi bát vàng này các bạn. Thì ở những video trước mình đăng tổ chim họa mi bát vàng này lên ấy, thì có bạn bảo là mình quay cận cảnh loài chim này nuôi con. Đó. Thì hôm nay mình quay trở lại và mình sẽ quay gần nhất có thể nha các bạn. Đó. Mình sẽ quay cận cảnh loài chim họa mi bát vàng này nuôi con. Đó, mình sẽ cố gắng quay vào gần nhất nha các bạn. Rồi, và chim con đây. Và bây giờ mình sẽ đặt camera và các bạn cùng chờ xem nha. Vâng các bạn ơi, loài chim này nuôi con thì rất là tuyệt vời nha các bạn. Và hót rất là hay và nhìn và chim cũng khá là đẹp nha các bạn ơi. Rồi, và video này của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.